Loan xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 12 con giáp, chương trình chào xuân Nhâm Dần đặc biệt được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Đắk Nông. Và chương trình này chúng tôi sẽ xoay quanh những câu chuyện thú vị về văn hóa liên quan đến 12 con giáp trong văn hóa của phương Đông, đặc biệt là Việt Nam. Và chúng ta có 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một con giáp có thể nói là khá là đặc biệt trong năm 2022, là năm Nhâm Dần, bởi vì con giáp này được ví von như là thầy của tuổi Dần, và đó chính là tuổi Mão. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ những vị khách mời sẽ cùng đồng hành với Hồng Loan trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời quý vị cùng gặp gỡ diễn viên hài Hữu Tính. Xin chào Hồng Loan, chào thầy Hồng Kỳ. Và Hữu Tính xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình 12 con giáp trên đài truyền hình Đắk Nông. Xin chào anh Hữu Tính và cảm ơn anh rất là nhiều vì ngày hôm nay cùng đồng hành với Hồng Loan. Và chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật đặc biệt thứ hai cũng là người đồng hành xuyên suốt với chúng ta trong suốt 12 số của 12 con giáp. Xin được mời quý vị cùng gặp gỡ nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hữu Học Kỳ. Xin chào Hồng Loan, xin chào diễn viên này Hữu Tính, xin chào khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, sở dĩ lúc nãy Hồng Loan có bật mí với quý vị là tuổi Mão được ví von là thầy của tuổi Dần, bởi vì Hồng Loan lấy thông tin này từ thầy Hồng Kỳ, cho nên bây giờ thì Hồng Loan sẽ hỏi thầy Hồng Kỳ là tại sao người ta lại ví von là tuổi Mão là thầy của tuổi Dần vậy thầy? Thật ra đây là một câu chuyện dân gian thôi. Dạ. Ngày xưa giảng dạy, hỗ trợ, giúp đỡ con cọp chính là con mèo. Thì cái truyền võ thuật hết cho con cọp rồi, thì cái món cuối cùng á, thì con mèo không có dạy, đó chính là leo lên cây. Cái hôm đó là con mèo với lại con cọp đánh nhau, thì con mèo nhanh chóng chạy leo lên cái cây, con cọp leo không được, nên do đó là sao, con mèo nó là thầy của con cọp. Dạ. Mà đặc biệt là ở chữ Mão đó, thì người ta sẽ thấy rằng tất cả những người tuổi Mão luôn luôn muốn đem tới cho người khác cái sự bình an. Họ rất là sợ là sao, làm người khác buồn, làm người khác bị phiền chuyện đó. Họ đôi khi họ tự động, họ đôi khi họ tự kỹ, họ tự họ làm họ buồn, chứ không ai họ làm buồn á. Mà Mão á, nó thuộc cái bộ tứ chính là Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Người ta kêu tứ hành xung, thật là tứ chính, là rất là thu hút người khác. Do đó như anh Hữu Tính á, ảnh là diễn viên hài, thì ảnh đi đến đâu sẽ thu hút người ta tới đó. Dạ. Và những chia sẻ vừa rồi của thầy á, Hồng Loan cũng rất là đồng ý. Tại vì khi mà Hồng Loan được ngồi cạnh anh Hữu Tính ngày hôm nay á, thì ngoài những gì mà Hồng Loan đã từng xem anh trên truyền hình, thì Hồng Loan thấy là anh mang niềm vui cho tất cả mọi người, mang hạnh phúc đến cho mọi người. Thì ngoài ra khi tiếp xúc với anh thì cũng mang một năng lượng rất là bình yên nữa. Thì nãy giờ thầy Hồng Kỳ chia sẻ về những tính cách của người tuổi Mão, thì anh Hữu Tính có thấy là cũng giống như những gì ở bên trong mình không anh? Đúng. Dạ, em xin phép. Có nghĩa là những điều thầy nói là em cảm nhận nó là đúng. Bởi vì con người em sống nó sẽ thiên về tình cảm lắm. Em thường là em sẽ không muốn cho ai buồn đâu. Mình cứ nhận cái phần thiệt về mình. Rồi cái sự uyển chuyển thì đúng. Có nghĩa là em cũng để ý những cái người mà tầm của mình ngang tuổi đó, thì mình thấy đúng là tuổi mèo á. Gọi là giống như em nói là lanh á, nghe em được cái miệng tương 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 đó, thích nghi tốt, dạ, uyển chuyển, dạ, em thấy rất là đúng. Dạ, nếu mà nói đến cái từ thích nghi thì Hồng Loan thấy là năm vừa rồi là năm 2021 thì chúng ta cũng phải gọi là học cách thích nghi rất là nhiều đối với một cái việc mà từ đó giờ chúng ta cũng chưa có thể tưởng tượng được cuộc sống của mình thay đổi gọi là rất là nhiều thứ. Vậy thì đối với anh Hữu Tính và đặc biệt là đối với công việc của anh thì có những cái thay đổi gì và những cái khó khăn gì không anh? Đối với một cái chuyện mà gọi là của chung của cộng đồng rồi, thì Hữu Tính cũng như bao nhiêu người khác thì mình cũng mỗi ngày mình tìm những cái việc gì mình có thể làm, mình giúp sức, để có nghĩa là mình chỉ mong muốn mọi việc nó tốt hơn thôi, để mình trở lại với cái cuộc sống bình thường là mình đã vui lắm. Cái khoảng thời gian đó nó quá là kinh khủng và mình không bao giờ mình nghĩ được là nó lại xảy ra. Có khi có người sống cả đời không bao giờ thấy những điều đó. Ở nhà khi Hữu Tính nói chuyện với ba mẹ đó, nói, ủa hồi xưa cái thời mà khổ, thí dụ như năm 75 hoặc là trước đó rồi, ba mẹ xưa chắc khổ lắm mà, chắc cũng hơn vậy nhiều. Ba mẹ kêu không có đâu, hồi đó khổ chứ đâu khó chịu như giờ. Có nghĩa là thí dụ như có khổ nhưng cũng đi ra đường được, cũng phải ăn uống rồi được, còn có đâu mà tự nhiên nhốt nhà không cho làm gì hết. Có nghĩa là nó kỳ cục lắm. Mỗi cái sinh hoạt của mình giống như bị giam lỏng vậy đó, rất là khó chịu. Ngay cả bây cái thời điểm đó xin nói xin lỗi chứ có tiền cũng không mua đồ ăn được. Mà trong thời điểm đó thì công việc của anh chắc chắn nó cũng bị ảnh hưởng đúng không anh? Vâng đúng rồi, công việc của mình là nó sẽ bị tập trung diễn cho khán giả xem mà, cho nên toàn bộ là cấm hết. Thì
mình sẽ có một số show quay nhỏ nhỏ ở nhà, có nghĩa là sau đó là nó sẽ có mình tự quay bằng máy mình, hoặc là bên công ty người ta sẽ gửi máy quay phim qua ở nhà rồi người ta hướng dẫn cho mình tự ngồi trước máy quay như vậy, rồi bắt đầu kết nối với nhau bằng mạng internet, rồi sau đó mình gửi file để người ta làm những cái chương trình game show gọi là tại nhà. Đây là điển hình của câu nãy thầy nhận xét về người tuổi Mão là thích nghi rất là tốt. Hồi nãy thì Hồng Lan có nghe anh Hữu Tín chia sẻ thì anh là một người rất là sợ người khác buồn. Và thông thường thì những người như vậy thì rất là thiệt thòi đúng không thầy? Cái việc thiệt thòi là họ chấp nhận, họ gánh chịu điều đó. Đôi khi họ không có muốn làm phiền bạn bè mình. Và trong lòng họ sự tự ái rất là cao. Dạ, đây có gọi là khuyết điểm không thầy? Thực ra cái khuyết điểm đó cũng là khuyết điểm tích cực chứ không phải khuyết điểm tiêu cực. Bởi vì không làm phiền người khác, đôi khi cái lòng tự trọng mình cao làm cho mình mất đi nhiều cơ hội, lý ra mình được nhiều hơn. Nên do đó là mình nên uyển chuyển hơn chút xíu nữa, mình nên chia sẻ chút xíu nữa, mình đặt cái tôi mình xuống chút thì mình sẽ đạt được nhiều cái điều may mắn hơn. Nhưng mà em thấy một điều này không? Ví dụ như là trong 3 tháng đó thì em cũng có những cái tích cực, mặc dù bị vậy, bị trong nhà vậy, nhưng mà từ lúc em đi diễn đi, em đi suốt à, có bao giờ em gần ba mẹ em gì đâu. Em cũng đồng ý thầy á, em thấy cái khoảng thời gian mấy tháng đó nó giống như là thời gian để mà mình nhìn lại mình gọi là những cái người yêu thương bên cạnh mình á, mình mới thấy là bình thường cuộc sống nó bộn bề quá, mình cứ lo đi làm suốt ngày, mình không có thời gian để mình nghĩ đến họ hoặc là mình chăm sóc cho họ. Thì đúng cái thời gian đó là em rảnh là em cứ nói chuyện với ba mẹ hoài ha, rồi anh chị em, hoặc là rồi khi mình có được một tí đồ ăn rồi đó, cái mình lại nhớ thầy mình hay là anh em mình, cái mình gửi một chút, người này một chút, thì những cái điều đó nó lại làm cho cái tình cảm mình nó tốt hơn, nó kháng khích hơn đó, trong khi bình thường cứ lo đi làm cơ mà. Có khi cũng chợt nghĩ tới rồi mình lại nghĩ thôi để từ từ, để rảnh cái đã rồi mới liên lạc ngay cả thầy cô mình hoặc là cha mẹ. Rồi có khi em đi làm vậy nửa tháng, một tháng không gặp gia đình là bình thường. Trong khi là ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Hồng Lan có một thắc mắc, đó là thường thì Hồng Lan thấy là mỗi một con giáp nếu mà đưa vào trong bảng 12 con giáp thì nó phải có mang một ý nghĩa nào đó. Vậy thì tại sao người ta lại chọn tuổi Mão vào trong 12 con giáp của mình vậy thầy? Thực ra cái giờ Mão là từ 5 giờ tới 7 giờ sáng người ta là giờ Mão. Thì người xưa họ quan sát lúc đó con mèo nó ngủ say nhất. Nó không hoạt động, nó nằm nó ngủ. Thì người ta giờ này chính là giờ Mão. Và cái đặc biệt thứ hai là người ta nói là không có con giáp nào giống con giáp nào. Và chúng ta hay hiểu một nghĩa sai, con giáp thứ 13. Nhưng thật ra không có con giáp nào giống con giáp nào. Bởi vì nó có một cái bộ phận mà những con vật khác không có. Tự hiếu tính đóng rồi. Cái gì nó không con có nghĩa là có một cái đặc trưng đó, đặc trưng mà hả, con vật cái không có. Dạ, con mèo thì em nghĩ nó sẽ là một cái sự gọi là mềm mại uyển chuyển. Thật ra con mèo đó là mềm như nước á, nó không có xương, ta nói vậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng chưa đúng rồi. Hồi xưa ta quan sát nó, con mèo không có môi. Con mèo nó có môi. Để mình nhớ lại thử ha. Đang nhớ lại thử lại. Con mèo không có môi. Nên người ta lấy hình ảnh của con mèo. Ủa nhưng mà tại sao chi tiết đó lại khiến người ta lấy hình ảnh của con mèo rồi xong rồi đem vào trong 12 con giáp của mình vậy? Bởi vì đây chính là những con vật gần gũi với họ. Dạ. Và họ nhìn hàng ngày, họ nuôi trong nhà và họ thấy là con mèo nó không có giống như mấy con vật khác, ví dụ vậy. Vậy thì theo quan sát cũng như là nghiên cứu của thầy Hồng Kỳ thì có một cái đặc điểm nào đó chỉ riêng người tuổi Mão có được thôi và những con giáp khác họ không có được. Thực ra ở con giáp con mèo thì nó có... ví dụ như Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão, mỗi con nó đều khác nhau, nó không có giống. Những người tuổi Mão thường thường luôn luôn đem tới niềm vui cho người khác. Họ tới đó họ làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Nhưng ở Mão lại có một việc là mặc dù như vậy nhưng mà Mộc lại tượng trưng cho sự giận dữ. Có nghĩa là khi mà chúng ta tới cùng cực một việc gì đó thì chúng ta giận dữ cách rất là khủng khiếp, chúng ta bình thường. Vậy thì với những đặc điểm vừa rồi mà thầy chia sẻ thì thầy có nghĩ là hình như là anh Hữu Tín đã may mắn chọn lựa được đúng cái nghề nghiệp mà đúng với những cái tính cách mà người ta sinh ra dành cho tuổi Mão không thầy? Hữu Tín sinh tháng mấy? Dạ em sinh tháng 7. Tháng 7 dương lịch đúng không? Dạ tháng 7 trên. Thì ở dưới khoảng chừng tháng 6 âm lịch. Tháng này vẫn là thuộc về mùa hè. Mùa hè thì hỏa rất là vượng.
Hỏa Vượng là nó tượng cho ngành entertainment đó. Bởi vì ở đâu có ánh sáng là nơi đó là có ánh đèn sân khấu, ví dụ vậy, thì khá thích hợp đó, anh đang spend, anh đang sử dụng năng lượng đó. Có một việc rằng khi mà hỏa quá vượng vậy thì thủy sẽ bị suy, mà thủy suy thì do nước nó bị bốc hơi, nên do đó là hôm nay rất là bất ngờ nha. Như lời khuyên của mình đó, nếu như gặp bên ngoài mà anh hỏi thầy việc này thì khuyên nên mặc áo màu đen. À, và ví dụ như là ảnh đi biển nó sẽ thấy dễ chịu, anh thấy cảnh trí rộng mà có nước thì anh sẽ dễ chịu. Đó chính là năng lượng thủy đem lại. Năng lượng thủy tượng trưng sự uyển chuyển và trí tuệ. Anh cần năng lượng thủy để tiếp sức cho anh trong con đường sự nghiệp của mình. Ví dụ như là em có thể đeo một cái vòng, ví dụ cái vòng đó là ngọc trai, ví dụ đeo ngọc trai, một cái viên ngọc trai đi, hoặc là cái san hô, một cái dòng san hô, một cái hình ảnh tượng san hô người, để cho mình được tăng cường năng lượng thủy. À, hoặc là tiếp xúc những người nào sinh tháng 12 âm lịch, tháng 11 âm lịch, tháng 10 sinh vào mùa đông, những người sinh vào mùa đông em sẽ cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với họ. Dạ. Anh mới nghe thầy Hồng Kỳ nói cái này là anh thấy lạ. Bởi vì hồi trước giờ á, mình cứ nghĩ là mình là mạng hỏa đi. Dạ. Thì người ta sẽ khuyên là đeo cái gì đó bọc. Có nghĩa là màu xanh hoặc là mình đeo đỏ luôn. Có nghĩa là nó hỏa thêm. Còn hôm nay thì lại nghe thầy nói là bởi vì cái hỏa của mình nó lớn quá, đúng nó rồi. Nhiều quá thì đúng mình rồi. Lại phải lên mình lại phải bổ sung cái thủy. Thủy đúng rồi. Đó, cái này hôm nay mới biết. Dạ. Vậy thì đó là một cái thông tin mà anh cũng có thể tham khảo thêm ở thầy Hồng Kỳ. Tại vì nãy giờ thầy có chia sẻ về cái việc là cái mệnh của mình là mệnh hỏa thì mình cần có bổ sung thêm thủy, cũng như là cách ăn mặc này kia. Nhưng mà có những cách nào để mà mình bổ sung thêm thủy thầy? Ví dụ như ở nhà mình có hồ cá cũng là bổ sung thêm thủy. Hoặc là trên bàn làm việc mình có một cái lọ nước, cái mình bỏ những viên đá thủy tinh nhỏ trong đó để mình để trên bàn làm việc, cũng là bổ sung năng lượng thủy. Bởi vì một việc thôi, nếu như con người ta để tồn tại là sự cân bằng, giữa vũ trụ cũng là sự cân bằng. Bởi vì mình mất cân bằng, hiểu tính là hỏa quá vượng đi, thì cần thủy để cho gia giảm bớt năng lượng hỏa đó. Nhớ hình như em có coi cái mạng em hình như là lưu trung hỏa, là lửa lò đó. Có nghĩa là em thì bình thường em lúc nào em cũng vui vẻ vậy. Nhưng mà cái sự giận, sự nóng của mình á, thì nó nóng là không kềm chế được. Hỏa vượng bởi vì mình sinh vào cái tháng đó là hỏa rất là vượng. Khi mà hả trời lạnh, thời tiết thay đổi, vùng mùa đông, đối với lạnh uy tín này là một cảm giác dễ chịu, và cái gì anh cũng có thể dễ chịu á. Có nghĩa là đây chính là thời điểm mà mình yếu lòng nhất, mình dễ cho qua, thôi không sao, vui vẻ. Bởi vì lúc này là đặc biệt mùa hè khác nha, lửa càng nhiều mình sẽ dễ bị phần lên. Lúc đó mình nên đi đâu? Mình đi những nơi nghỉ dưỡng mà có như là đi Phan Thiết, Vũng Tàu, đi những nơi có biển thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu. Dạ. Vậy thì thầy có một số lời khuyên nào dành cho những người tuổi Mão, ví dụ như anh Hữu Tính đây, chúng ta có thể tận dụng tốt những cơ hội của mình trong năm 2022 để mình phát triển bản thân cũng như là công việc không thầy? Thật ra như thế này là vào năm 2022 là một năm có nhiều thử thách đối với mình. Bởi vì vừa qua là mình rất là mệt mỏi rồi, thì năm nay nó sẽ tạo những động lực để mình cố gắng hơn. Nhưng mà những cái tháng này lưu ý nè, ví dụ chẳng hạn như tháng Thìn là khoảng chừng tháng 4 dương lịch, thì mình cẩn thận với người xung quanh. Cẩn thận là gì? Là mình không nên tranh cãi với họ. Có những việc là họ trong tối, mình trong sáng, mình đứng ngoài sáng, nên mình cẩn thận. Mình không nên đôi co. Chuyện gì mình lớn thì hóa nhỏ, nhỏ thì hóa không, đặc biệt là tháng 4 dương lịch. Bởi vì Mão với Thìn người ta gọi là hại, mà hại thì không thể đứng trước mắt được, rồi sau lưng. Còn tháng Giêng thì tháng khá tích cực, bởi vì dần Mão là tam hội mộc, thì tháng Giêng này là một tháng anh này cũng hoạt động khá nhiều. Bởi vì đầu năm mà, xuân mà, thì cái ngành nghề mình khán giả họ cần thì mình xuất hiện, nên đang cần. Mà dần Mão là tam hội mộc rất là lớn. Rồi những cái tháng tiếp theo hợp với ảnh á, ví dụ chẳng hạn như là tháng Tý là tháng 12 dương lịch á, tháng Tý, bởi vì dần Mão Thìn đào hoa ở Tý thì mình được một việc rằng mình sẽ có những cái chân tình của những người khác đem tới mình phải nắm lấy thời cơ đó.
để mình biến những cái mà mình ước mơ trở thành hiện thực. Mình có những lúc mình hơi tự ái chút xíu, nhưng đó là họ giúp mình phải nhận. Thời điểm tới mình nắm bắt được thì mình sẽ là người chiến thắng. Trong ngành nghề nào cũng vậy đó. Và ngoài ra bên cạnh đó thì do mình sinh vào cái năm là Đinh Mão, thì chữ Hợi, Bính Đinh Chư Kê Vị, chữ Dậu, có nghĩa là người nào có sinh vào năm tháng ngày giờ có chữ Dậu với lại có chữ Hợi thì sẽ đem tới may mắn mình, người ta gọi là quý nhân, có nghĩa là họ sẽ giúp đỡ mình rất nhiều. Đó là những người sinh Đinh Mão thôi nha. Như những gì mà thầy Hồng Kỳ vừa mới gọi là truyền đạt cho một mớ kiến thức mới để bỏ túi để mình làm cái hành trang của mình để qua năm, thì đương nhiên là mình sẽ để ý ha. Thí dụ thầy nói là tháng tư này nọ cẩn thận thì mình ok, mình sẽ cố gắng, mình trước khi mình làm gì mình phải suy nghĩ cho kỹ, mình đừng có để mà nóng nảy hay là đừng có để một cái chuyện gì nó không hay xảy ra, cứ phải cố gắng cho nó gọi là nó êm đẹp hết ha thầy ha, cho nó nhẹ nhàng hết tất cả mọi việc, thì mình cũng chỉ mong vậy thôi. Còn đối với những cái tháng mà như thầy nói nãy là tháng giêng nè, tháng 11, tháng 12 rồi nè, thì nếu mà những tháng đó nó vượng nó tốt á thì mình sẽ suy nghĩ mình nếu được mình đầu tư vào những cái sản phẩm mình sẽ ra những thời điểm đó cho nó may mắn. Đúng rồi. Dạ. Vậy thì trong năm mới, năm 2022 sắp tới thì anh Hữu Tín có đôi lời gì chia sẻ với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, những người tuổi Mão giống như anh hoặc là những người theo dõi và yêu mến anh trong dịp năm mới sắp tới? Nhân dịp năm mới nè, Hữu Tín xin đầu tiên là mình chúc đi ha, mình chúc cho quý vị khán giả, chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều niềm vui, có thật nhiều sức khỏe để mà có thể là sống lâu, sống khỏe, sống thọ. Còn riêng những người tuổi Mão, mình chúc người ta giống như mình chúc mình nha. Xin chúc cho những người tuổi Mão sẽ gặt hái được nhiều thành công và luôn luôn được đón nhận những cái tình yêu thương từ những người xung quanh. Cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của anh Hữu Tín. Nhưng mà sắp tới thì cũng là dịp Tết, thì không biết là anh Hữu Tín có một món quà nào đó có thể dành tặng cho quý vị khán giả của chương trình 12 con giáp được không ạ? Chắc chắn rồi. Hữu Tín xin được gửi đến quý vị khán giả một món quà nhỏ nhỏ, đó là một vài lời ca câu hát trong bài hát Đón Xuân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Xuân đã đến rồi, rêu rạng ngàn hồn hoa vương đời, vui cho bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Xin được cảm ơn anh Hữu Tín rất là nhiều, và đó cũng là một món quà mà anh Hữu Tín, thầy Hồng Kỳ và Hồng Loan muốn gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả trong dịp Tết này. Và vừa rồi thì Hồng Loan cũng đã cùng với thầy Hồng Kỳ và anh Hữu Tín chia sẻ với quý vị về những câu chuyện xoay quanh tuổi Mão trong năm Nhâm Dần 2022. Và Hồng Loan hy vọng là với những thông tin mà thầy Hồng Kỳ chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có thêm được một hành trang để bỏ túi, để chúng ta có được một năm 2022 tuy là nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội để thành công. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Muốn biết thông tin tham khảo về niên vận của bản thân năm 2022 và xem ngày tốt lành trong năm Nhâm Dần, quý vị có thể sử dụng ứng dụng Vạn Sự Kỳ Thư để tra cứu hoàn toàn miễn phí